chơi đi mặn gặp bài rõ quen. Dạ. Rồi có đi đây đi đó, đi Sài Gòn rồi ghé gặp bả. Đi Sài Gòn rồi ghé gặp bả ha. Là bà nhỏ đó ha. Bà nhỏ. Còn bà lớn? Bà lớn này bà nhà ở đây thì cũng đi mặn vòng vòng đây gặp bả. Dạ. Nhưng mà anh với chị lớn là có mấy người con? Đứa. Một. Còn thằng trai đó là con nuôi. Con nuôi luôn? À. Chàng ơi. Rồi bà nhỏ có con không? Có nè. Có đứa con nè. Dạ. Là được đứa con gái nữa. À. Dạ, tính ra là bà lớn thì một đứa con gái. À. Rồi bà nhỏ một đứa con gái. À. Là mình có thêm một người con trai nuôi nữa. À. Chàng ơi, cái này khá là đặc biệt nha. Anh à, như vậy rồi tối thì mình ngủ làm sao? Cũng ngủ chung. Ngủ chung luôn? À. Chặt không má? Không. À, hai bà nằm hai bên, anh nằm chính giữa. Hai bà nằm hai bên, tôi nằm chính giữa. À, cái này là mùa đông là không lạnh luôn ha anh ha. À, anh cho em hỏi thăm nè, cái chuyện thí dụ như nửa đêm á, bà lớn bắt hiều anh cái, rồi bà nhỏ bắt hiều cái rồi sao? Thì cũng hai người ngủ hai bên, giúp hai vé luôn. Ờ, giúp hai vé luôn. Mạnh dữ anh. Ờ, mạnh vậy đó. Dạ, hai bà hiều lượt rồi sao? Thì cũng vậy thôi, bình thường. Chấp hai bà luôn. Ờ, chấp hai bà luôn. Dạ. Thưa quý vị khán giả, rất là đặc biệt với hoàn cảnh này nha quý vị khán giả. Tuy rằng một người chồng, hai người vợ, nhưng mà lại hòa thuận sống chung với nhau trên một cái mái ấm, mà lại rất là vui vẻ và hạnh phúc mỗi ngày nha quý vị khán giả. Dạ, Ngôn xin gửi lời chào quý vị khán giả. Hiện tại thì Ngôn đang ở Long Xuyên của An Giang á quý vị khán giả. Thì có tình cờ phát hiện được qua sự giới thiệu của một người bạn, thì biết được tại nơi đây có một hoàn cảnh khá là đặc biệt. Đó chính là hoàn cảnh một người chồng nhưng lại có đến hai cô vợ. Dạ rồi. Để tìm hiểu về đầu đuôi sự việc là như thế nào thì Ngôn xin mời quý vị khán giả cùng bắt đầu theo dõi video nha. Dạ, em xin gửi lời chào anh chị nha. Dạ, thưa anh chị, thì em được giới thiệu là ở nơi đây là có một hoàn cảnh rất là đặc biệt. Chính là một cái trường hợp mà một ông chồng mà có đến hai bà vợ. Tuy nhiên đầu đuôi sự việc nó như thế nào anh có thể kể cho em cùng với quý vị thì đi chơi đi mặn gặp bài rõ quen. Dạ. Rồi có đi đây đi đó, đi Sài Gòn rồi ghé gặp bả. Đi Sài Gòn rồi ghé gặp bả ha. Là bà nhỏ đó ha. Bà nhỏ. Còn bà lớn? Bà lớn này bà nhà ở đây thì cũng đi mặn vòng vòng đây gặp bả. Dạ. Nhưng mà anh với chị lớn là có mấy người con? Đứa. Một. Còn thằng trai đó là con nuôi. Con nuôi luôn? À. Chàng ơi. Rồi bà nhỏ có con không? Có nè. Có đứa con nè. Dạ. Là được đứa con gái nữa. À. Dạ, tính ra là bà lớn thì một đứa con gái. À. Rồi bà nhỏ một đứa con gái. À. Là mình có thêm một người con trai nuôi nữa. À. Chàng ơi, cái này khá là đặc biệt nha. À. Nhưng mà lá đã là nói lá gách đùm lá lạnh đùm lá gách mà. Dạ, anh cho em hỏi thăm nè, như vậy rồi tối thì mình ngủ làm sao? Cũng ngủ chung. Ngủ chung luôn? À. Chặt không má? Không. Là hai bà nằm hai bên, anh nằm chính giữa. Nằm hai bên, tôi nằm chính giữa. À, cái này là mùa đông là không lạnh luôn ha anh ha. Dạ, anh cho em hỏi thăm nè, rồi bình thường anh làm công việc gì? Đi bắt ếch. Bắt ếch ra ngoài đồng sống. Giờ bắt ếch ngoài đồng sống ha. À. Rồi chị nhà bằng cái gì? Thì đi bằng mướn. Bằng mướn hay gì là chưa ngồi nữa. Giặt đồ nãy giờ. Giặt đồ nãy giờ hả chị? À. Là mình giặt đồ mướn như vậy là được bao nhiêu tiền? 30.000. 30.000. Dạ. Rồi một ngày giặt mấy lần? Lần một ngày với là mấy nhà lau nhà này kia đó. À. Rồi có thêm tiền không? Có thêm mà 30.000 nữa là đủ sống à. Dạ, đủ sống ha. Rồi bà nhỏ thì làm công việc gì anh? Bà nhỏ thì nấu cơm, giặt giũ. À, bà nhỏ lo nhà cửa. À. Chàng ơi, quý quá ta. À. coi như là mình phân công rõ ràng, phân công rõ ràng ra rồi. Mà lớn đi làm gì thì thôi, khỏi làm gì nữa hết. Thấy vui. Dạ. Anh cho em hỏi thăm nè, như vậy là ba vợ chồng mình á là sống với nhau là được bao nhiêu năm rồi? Mới sống, bà này là bà lớn sống hai mấy năm rồi. Rồi bà này mới gặp. Dạ. Mới gặp ha. Chàng ơi, thấy bà nhỏ cũng dễ thương quá nè. Dạ, bà lớn cũng tuy rằng lớn tuổi nhưng mà cũng đẹp đúng không ạ? Dạ. Như vậy là hồi xưa là quê vợ chồng mình là ở đâu anh? Vĩnh Hằng. Bà này ở đây. Dạ, ở đây luôn ha. Còn quê bà này ở Kinh Tổng, ở dưới Vĩnh Lợi chứ. Dạ. Nhưng mà em thấy là vợ chồng mình sinh sống ở dưới cái dốc cầu như vậy hả anh? Dạ. Rồi đất đai nhà cửa vợ chồng mình đâu hết đây? Không có, hồi nào giờ không có nhà. Hồi nào giờ luôn? Không có nhà cửa vậy? Có ông già thì có, mà ông chết rồi. Dạ, rồi đất của ông già không để lại cho anh sao? Đất ông già thì con ở, con gái nó ở. Là có thêm một người con gái là anh chị em với anh? Rồi mình nhường lại cho em mình. Rồi mình lại cho nó ở. Rồi ra Gầm Cầu mình sống luôn. Sống hồi năm 2003 tới giờ lận. Dạ. Chàng ơi, em thấy như vậy rồi ngủ ở đây rồi nửa đêm rồi sợ không anh? Không, bình thường. Có sợ gì lắm. Dạ. Không có sợ gì. Bằng đêm lên lục cơm gặm thôi. Là sao? Là dông chết á, dông người chết á. Chàng ơi, là chị có thấy nữa hả? Thấy ngoài gì? Nhỏ này nó ở đây. Tôi nói nó ngủ nữa nha, nghĩ là ngủ rồi là 2 giờ tôi nói nha là bây giờ 2 giờ là ngắn luôn, 2 giờ tê luôn hả chị? Dạ 2 giờ tôi á. Giống như là nó đeo vô 2 cái giò mình ha. Nó cầm 2 cái giò mình về mình ngủ mà ngay rồi nó lên là nó chọn nó 2 giờ mình nó đeo luôn. Dạ. Nó đeo 2 cái giò 2 bên. Sợ quá. Không có sợ, bình thường. Ở quen rồi. Dạ có một người chết tấp vô đây. Chết đó. 3 người lận chứ không phải 1 người. Chàng ơi. Bà hổm trời đang đứng nữa. Trời tấp vô xuồng luôn. Như vậy là anh với chị coi như là ba vợ chồng mình là tối là vô trong buồn ngủ hay là ngủ ngoài này? Ngủ trong buồn. Ngủ trong buồn ha. Còn mấy đứa nhỏ thì ngủ ngoài này. Ngủ ngoài này. Dạ. Anh chị dẫn em tham quan cái ngôi nhà của anh chị xíu đi. Dạ. Dạ thưa vị khán giả, hoàn cảnh của ba vợ chồng là cùng với 3 người con sinh sống ở dưới một cái gầm cầu như vậy nghe quý vị khán giả. Dạ. Chàng ơi, có nuôi chó nữa ha anh? Có. Chó này là chó cưng không à? Dạ. Anh có thờ Phật nữa ha? Có. Chàng ơi, anh cũng thờ Phật cũng nghiêm trang quá nè. Mà thiếu cái trang thờ bà mà không có chỗ bắt. Dạ. Thiếu tùm lum mới đi. Giống như là anh định làm cái ngôi Tam Bảo nè. Dạ. Cái này là con gái anh ha? Gái. Con này thằng trai con nuôi. Con của bà già nhỏ. Chàng ơi. Rồi em thấy là ở ngoài sao hình như đi ra được luôn hả gì mà? Cái đường này đi ra được mà dơ lắm. Cô mang hết luôn. Rồi anh đi làm ngày kiếm được bao nhiêu tiền? Cũng kiếm ngày 70-80 ngàn à, không có nhiều. 30-40, 50-60 trở lại anh ơi. Không có nhiều đâu. Ngày 30-40, 50-60 hả? Dạ anh ngồi đi anh. Rồi. Một ngày 30-40, 50-60. Rồi bà lớn thì làm được 30-40 nữa. Là có 60 ngàn. Còn bà nhỏ thì nấu cơm. Nấu cơm. Hay gạo thì nhà nước cũng cho mứa. Rồi bà này là bà nào nữa? Bà già vợ. Bà vợ, bà lớn hay bà nhỏ? Bà lớn. Bà lớn này nè. Dạ, con xin gửi lời chào cô nha. Dạ, cô cho con hỏi thăm nè. Thì con được biết cô là mẹ vợ của người anh này. Tuy nhiên cô là mẹ vợ, vợ lớn hay vợ nhỏ cô? Vợ lớn. Dạ là mẹ của người vợ này ha. Dạ là cô cho con hỏi thăm nè, là khi mà cô biết được á là rể mình á là có tới 2 người vợ thì cô cảm thấy như thế nào cô? Cũng vui. Vui. Chàng ơi mà vợ cưng rể dữ vậy chàng. Cưng dữ. Dạ, ngày xưa là nhà mình là ở đâu lận cô? Ở nhưng mà Hoàng Trà. Dạ, là bình thường là cô có sống chung với ba vợ chồng không? Này không? Không, này nó có nhà riêng, nó ở riêng, tôi ở riêng. Lâu lâu cô mới ra đây chơi đúng không? Lâu lâu mới ra đây chơi. Là nhà cô ở đâu? Mương Châu giống. Mương Châu ha, là đất mình còn nhiều không cô? Trời, đất ở đậu người ta. Ở đậu hả? Ở đậu cái lộn mà là ngoài đó, người ta đòi đất rồi. Dạ, người ta cũng chuẩn bị đòi đất lại luôn rồi. Có đất cát gì đâu. Còn không cô? Còn, mà ông đi bằng mướn người ta, chứ ông 60 mấy tuổi mà ông còn đi bằng mướn. 60 mấy tuổi mà còn đi bằng mướn nữa. 67 tuổi rồi. Chàng ơi, như vậy thì cô cho con hỏi thăm nè, là người con gái của mình á, là ngoài ra là cô còn người con nào nữa không? Còn thằng Út mà nó cũng khờ, nó cũng khùng chết. Khờ hả cô? Khờ dữ lắm. Nó không có biết mặn gì hết trơn á. Giờ là người con trai Út của cô là không biết mặn gì hết. Người ta cũng không mướn, nó mặn dở, người ta cũng không mướn nữa, không khờ. Giờ anh thì ở dưới đây á thì cái cuộc sống của anh nè, chị nè, với hai bà vợ đó thì làm cái gì mà để có cái đồng ngăn mình sống mỗi ngày? Thì cũng đi làm mướn, làm thuê rồi, chứ ở không là không có tiền. Chẳng hạn như anh làm cái gì gì anh kể cho em một đi vớt đồ mũ, vớt này nọ tùm lum hết trơn, đi bắt ếch trên đồng đồ gì kiếm tiền. Bắt ban đêm hả, ban ngày anh? Ban đêm. Rồi khi anh đi bắt ếch anh có dẫn bà lớn hay bà nhỏ theo không? Không. Sao không dẫn? Không dẫn theo rồi, không bà ở đâu? Xịn lúng ngang đây nè. Xịn nó lúng ha. Lỡ không nói. Dạ, em thấy bà nhỏ hình như khoái đi theo anh hay gì bắt ếch hay gì mà cười kìa. Ở nhà nấu cơm chưa xong nó kêu đi ra đồng. Nấu cơm chưa xong nó kêu đi ra đồng ha. Chàng ơi chàng. Ngày nấu cơm 2 buổi à, với dưỡng mấy đứa nhỏ là xong nhiệm vụ rồi. Chị thì ở nhà ban ngày là đi làm công việc gì phụ anh nữa? Đi bằng mướn rồi phụ lòng vòng. Nói chung là anh chia cũng đều ha. Một bà lớn thì đi làm, còn bà nhỏ nấu cơm, quá quý luôn. Anh cho em hỏi thăm nè, cái chuyện thí dụ như nửa đêm á, bà lớn bắt hiều anh cái, rồi bà nhỏ bắt hiều cái rồi sao? Thì cũng hai người ngủ hai bên, giúp hai vé luôn. Giúp hai vé luôn. Mạnh dữ anh. Mạnh vậy đó. Dạ. Là ai thích thì anh chiều hả? Thích chiều à. Dạ, bà lớn khiều thì chiều bà lớn, bà nhỏ khiều thì chiều bà nhỏ. Là hai bà khiều lượt rồi sao? Thì cũng vậy thôi, bình thường. Chấp hai bà luôn. Chấp hai bà luôn. Anh cho em hỏi thăm nè, khi mà bữa nào mà anh đi bắt ếch về khuya rồi mệt trong mình quá mà hết bà này tới bà kia khiều á, rồi anh xử sao? Xử không nổi. Lúc đó anh xử lý sao? Xử lý không nổi đâu. Rồi hai bà khiều hoài thì sao? Khiều hoài thì nằm chỗ luôn. Đòi cũng không được, mệt mỏi mình lắm. Em nói câu vui thôi, ở đây là bà nào đòi nhiều nhất? Bà này nè. Bà lớn ha. Tại bà nhỏ chứ sao bà lớn đòi. Bà lớn đòi nhiều. Bà nhỏ trẻ hơn mà. Bà lớn không vui. Như vậy là bà lớn là đòi nhiều hơn, bà nhỏ thì đòi ít. Dạ. Nhưng mà bữa nào anh mệt về thì hai bà khiều lượt là anh xỉu luôn. Dạ. Có khi nào mà anh dắt hai bà đi quán xá gì cho hai bà biết ăn tiệm lần chưa anh? Có, quả vậy. Bà lớn ăn nè, rồi bà nhỏ cũng ăn. Dắt đi quán ăn cái gì anh? Ăn bánh này nọ, ăn cháo đồ. Vậy thôi chứ có gì đâu. Có dắt đi công viên rồi mua sắm gì không? Không, không có tiền, lấy gì sắm. 5-70 ngàn thôi sắm nổi. Chưa đi công viên nha. Kỳ này mấy anh em chút nữa gửi tiền, tối nay chở hai bà đi ra sẻ ngựa nha. Bà nhỏ có biết chơi xe điện đụng không? Dạ. Rồi ổng đi với bà lớn rồi bà ở nhà mình bà buồn rồi sao? Ở nhà ngủ chứ sao? Ngủ hả? Chàng ơi, ngủ chứ. Ngủ chứ đi nấu cơm. Ngủ gì nấu cơm nữa? Nấu cơm ai về ăn. Thôi xong. Thưa quý vị khán giả, rất là đặc biệt với hoàn cảnh này nghe quý khán giả. Tuy rằng một người chồng, hai người vợ nhưng mà lại hòa thuận sống chung với nhau trên một cái mái ấm mà lại rất là vui vẻ và hạnh phúc mỗi ngày nha quý khán giả. Anh hai vợ mà ở Gầm Cầu nhưng mà anh cua được hai vợ cũng hay đó chứ. Có duyên. Dạ có duyên nha. Có số đầu qua. Trong dạ. Nói gì là một vợ thì nằm giường lèo, hai vợ ra Gầm Cầu mà nằm luôn nè. Ra Gầm Cầu luôn. Hãy bỏ chung đó. Dạ. Thưa anh cho em hỏi thăm nè, như vậy là những đứa con của mình á anh là có đi học đồ không? Không. Nhỏ này nó khờ cũng chết, nó khờ kiểu nó chưa biết cái gì chứ. Dạ. Nói chuyện không rành nữa. Khờ hên ha. Rồi là không có đứa nào được đi học hết. Không. Rồi đứa bé này có học mẫu giáo chưa? Không. Em bệnh nữa. Sao anh không cho nghèo đứa? Khổ à, ta đâu có cho tiền đâu mà học. Ta đâu có lãnh đâu. Nói chung là mình không có tiền để lo cho con mình đi học. Không có tiền. Dạ. Khổ mà ngày nào sống rồi nấy. Dạ. Anh có thử đi bán giấy số chưa? Không, không có bán số. Không yêu nghề đó. Bán là bị giật. Tôi thấy người ta bị giật là nhiều rồi đó. Dạ. Bán bữa ấy, sợ ế ha chị ha. Sợ ế. Bỏ hổm nhỏ kia ngồi đây nó khóc mà. Rồi chị có bán bao giờ chưa? Chưa. Sợ nhưng mà mình sợ ế. Sợ ế thôi. Mà nó bán số thì chạy không mà nó làm đâu có đó nổi đâu. Dạ. Bữa 3 giờ thì ta chạy ta bán rồi mình chạy nổi không? Bữa đó nhỏ đó dùng cùi số xuống đây luôn, bỏ luôn. Khóc luôn. Chàng ơi ế ha. Dạ. Tới giờ sổ rồi. Tại vì bây giờ giấy số đâu cho trả đâu. Mình phải biết cách bán với mình có mối mang. Chứ còn mình bình thường mà mình đi ra là bán khó lắm. Chết liền luôn. Dạ. Dạ. Anh cho em hỏi thăm nè, khi mà một chồng á mà có hai người vợ á, có lúc nào mà hai bà cự lộn nhau không? Không. Không có cự lộn đâu. Không dám. Không dám ha. Hai bà hòa thuận ha. Hai bà hòa thuận. Dạ. Có khi nào mà bà nhỏ mà quên nấu cơm không? Không đâu, bữa nào không nấu ra đều gan. Dạ, bà làm đồ ăn ngon không? Ngon. Ngon hơn bà lớn không? Ngon hơn. Trời ơi, bà nghỉ nấu cho anh ăn luôn. Kệ, nghỉ nấu rồi đói. Theo mà cái tình thương nè, anh cho em hỏi nè, thì hai bà đó anh có căng điều không hay là? Căng đều luôn. 50-50 hết. 50-50 hết. Chứ sợ hai bà phân bì ha. Có khi nào mà cái bà lớn bà nói ganh tị như giận hờn vu vơ với anh không? Không. Ôi chàng ơi quá quý luôn rồi. Chị vợ lớn cho em hỏi thăm nè. Chị nghĩ như thế nào mà chị chấp nhận cho bà vợ nhỏ gì ở chung với mình vậy? Nghèo rồi cho hết luôn. Chàng ơi. Nghèo khổ rồi cho hết luôn chứ không lẽ hỏi đâu. Phải bỏ thì tội nghiệp. Bỏ thì tội nghiệp. Chàng ơi bà lớn lại tội nghiệp bà nhỏ thua gì không nhá. Nhưng mà cái câu chuyện anh có hai bà vợ như vậy thì anh lúc nào anh lo chẳng hạn như lụm ve chai và đi bắt ếch là để lo cho hai bà và con của bà nhỏ thì anh cũng lo luôn ha. Lo luôn. Dạ, lo hết luôn. Bây giờ. Dạ nhưng mà có khi nào vợ chồng mình á là cùng với mấy đứa nhỏ là trên nhà hết gạo hết cơm rồi không anh? Có khi là có còn gạo ít cũng ăn mà nhiều cũng ăn là người ta cũng giúp đỡ hoài. Dạ có nghĩa là còn ít thì mình ăn ít, còn nhiều thì mình ăn nhiều. Dạ nhưng mà có bữa nào hết luôn không? Không. Cũng chưa ha. Chưa đâu. Như vậy là vợ chồng anh chị là sống với bà con ở đây là được bà con ở đây người ta thương. Cho nên là người ta thường xuyên lui tế người ta cho gạo ha. Bởi vì tôi đi mà mặn nè người ta thấy, ta nói hôm này nó siêng năng, giỏi làm bể như người khác. Dạ. Những mấy người khác là ta không giúp. Dạ. Như vậy cũng mừng. Tại vì khó lắm mới được cái tình thương của bà con xóm giềng. Ở đây là người dân không à? Không có dòng họ chứ. Nhưng mà người ta thương mình hơn ha. Thương mình. Dạ. Đi mặn nè, ta gặp hoài. Trời ơi, nhỏ này sao nó lội sáng đi ngoài đồng. Nó không nghỉ ngơi. Dạ. Bây giờ nghỉ thì á là chết. Đó, không có tiền lấy gì ăn. Dạ. Không có tiền mua mắm, nước màu. Đó. Dạ. Vậy đó. Coi như là buộc mình là ngày nào cũng phải lội hết trơn. Ngày nào cũng lội chứ. Ngày này cũng xiên lắm. Dạ. Anh cho em hỏi thăm nè, với cái hoàn cảnh á, thì theo cái lời kể cũng như là lời tâm sự của vợ chồng anh á, thì em được biết là ba vợ chồng mình là không có đất cát gì hết. Không. Như vậy thì nếu mà có được một cái ước mơ thì anh ước mơ điều gì anh? Ước mơ được cái nhà. Dạ. Cái nhà ở cho nó ấm cúng vậy thôi. Dạ. Nhưng mà nếu mà có cái nhà thì mình phải có đất, nhưng mà bây giờ có cái nền nhà không anh? Không có nền nhà. Không có luôn hả? Không. Tội nghiệp dữ vậy chàng. Ở đây là đất của nhà nước. Dạ. Bây giờ nó kêu bán mà nó bán 1 tỷ mấy 2 tỷ một cái nền không? Đúng rồi, giờ mắc lắm, đất mắc lắm. Dạ. Nhà cũ này ta nó cắt rồi, nó bỏ. Bà nhỏ ở nhà có đất không? Không luôn. Không luôn hả? Rồi. Bà cũng ở bên vòng á. Dạ. Bà nhỏ cũng là kêu bằng là lên đền luôn đó. Lên đền luôn á. Mình đề cái mà kia bà kìa. Phải chi bà nhỏ có đất cũng đỡ ha. Cái đầu mình dọn vậy đó, mình kiếm tiền cắt cái nhà là ở chung được rồi. Dạ. Bà nhỏ còn khổ hơn bà lớn. Bà nhỏ còn khổ hơn bà lớn nữa, tội nghiệp thiệt chứ. Không có cơ nơi vậy chứ. Dạ. Bây giờ nè, hồi nãy giờ bà lớn nói rồi với ông chồng nói, thì bà nhỏ chưa có nói cái điều nào hết, nhưng mà giờ bà nhỏ chia sẻ một cái câu chuyện mà từ hồi mà về sống với anh ở đây, với chị ở đây, cái cảm giác như thế nào? Vui. Có bị bà lớn ăn hiếp không? Không. Không nha. Như ở ngoài đường người ta nói mà vợ nhỏ vợ này vợ kia, rồi chị như thế nào? Ai nói rồi mình làm, mình trong lỗ tai nghe. Lắng lỗ tai nghe mà không quan tâm mà. Không tâm tới. Nhưng mà nhìn bà nhỏ thấy dễ gần ha, vui vẻ. Dạ. Thân thiện. Bà lớn cũng rất là, nói chung là hòa đồng, dễ chịu. Nói chung hai người thì anh nó có số đầu qua. Ta giống người ta nói anh có số đầu qua ha. Dạ. Như cùi đôi á. Tại đi sinh xuống đây tôi cũng vẫn cu mang luôn. Nhưng... ăn rồi đi nha, cháu không ở à. Dạ. Tôi không có chứa đi chỗ có khác. Nghĩa là mình cứu người ta là cho người ta ăn đỡ đói. Dạ. Rồi khi no thì người ta đi. No rồi đi, chứ không có vụ mà ở được. Dạ. Ở đây là không có chỗ ngủ. Anh ở đây rồi buổi tối có bị mấy bọn ác làm phiền không? Không. Dạ, tại vì ở đây sát công an. Em thấy không có cửa nẻo gì hết. Không có giáp đâu. Giờ nó thấy nào khổ cũng không làm gì. Đi sáng ai dám xuống. Sợ nó kiếm chuyện. Không có. Ở đây sát công an, nó đi từng sáng đêm rồi. Không có công an sát. Còn ở dưới đây thường đó là em có nghe nó là khu bên đó là nghĩa trang đúng không? Nghĩa bên đó là nghĩa tỳ đó. Lú hòm là lú khúc vậy nè. Bây giờ bữa hổm tôi lặn xuống đụng cái hòm dưới. Trời ơi. Thiệt luôn á. Bây giờ là còn nằm dưới đấy xong á. Đây là chỗ này nè. Chàng ơi, gặp em đụng chắc em xỉu luôn chứ. Nằm nhòi vậy bình thường. Một lần sống đánh nó hang là giờ cái mã nó lỡ xuống sông nằm dưới. Dạ. Thiệt chứ không. Tại vì khu này là nhị tỳ cho nên nó nhiều hơn. Anh ngồi bển là anh biết lạnh rồi. Nhưng mà cái ngày đầu tiên anh lại đây ở rồi vợ chồng anh ở rồi có bị quậy quạng gì không trở không? Không. Bình thường. Có lại anh xin cơm không? Có lại xin cơm hoài vậy, nó phá cơm nước đồ là thiêu luôn á. Giống như là đói quá lại lục cơm ha anh. Đói quá xả tóc xù xù đứng cái chân đầu lò này luôn. Chàng ơi chàng. Bình thường. Bình thường với tôi. Gặp em chắc em vợ không cho nó hay đâu. Dạ. Không cho nó hay luôn á. Mà tôi ra đây tôi ngủ với nó mấy lần á, đi mua đồ ngủ ha, tôi ngủ ha, nằm thấy. Thấy luôn hả cô? Dạ. Tôi chứ chính tôi á. Ở đây nó qua từ bên đó nó qua đây. Bởi vì tôi lạ rồi tôi đưa vô tôi ngủ. Tôi gặp hoài à. Nó có đứa em đó, em đứa nó thờ tổng đó. Nó ở dưới cái tủ đó. Thế đó, nó ngồi đó trên xe đó. Em ruột của anh đó. Em ruột luôn đó, nó ngồi đó trên xe đó. Dạ. Là mượn cái như là mượn cái hình cúp bế nó mua mình kêu nó nhập xác vô. Nó chạy xe tự anh luôn, nó chạy xe tự anh là tung tiếng banh ra luôn. Thế ớn gì trời. Nó chạy đó. Để pin vô lại chạy ào ào vậy đó. Tắt rồi đằng lát cũng đòi đề máy gan lại. Không ai dám phá đó. Là em sao với anh? Em một cha một mẹ. Dạ, em ruột luôn á. Em ruột. Đây bồng em ra em. Bồng đứa em ra đây. Bà không dám mà. Sợ hết luôn không? Em mà em chồng nhầm nhòi vậy. Sao ơi sao em? Để tôi bồng cho. Bà nhỏ sợ không? thôi, tôi không dám đụng rồi. Không dám đụng luôn hả? Tủ đó ghê lắm hả chị? Nè, đóng lại Thắm. Đóng lại con. Nhìn vô cái tủ không đóng nhìn. Nè, nhỏ này nè. Đó, em gái nè. Em gái luôn. Dạ, nó đó. Nói chạy. Hồi xưa em gái anh bị cái gì mà mất? Nó bị bệnh chết. Ừ. Nó nhập vô đây. Chàng ơi. Nó cho số là chúng liền luôn mà người ta không cho tiền tôi. Đội mua quần áo. Ừ. Đội mua chiếc xe cho nó đó. Chàng ơi. Là hồi xưa không có chiếc xe mà anh mua chiếc xe anh cho ta mua á, chứ tôi đâu mua. Ừ. Mượn là kêu nó nhập vô đây. Chàng ơi. Nó chạy lên luôn á, để máy chạy lên luôn. Dạ thì ở đây đó là cái câu chuyện nghe cả nhà. Thì anh em chia sẻ người miền Tây mà. Chứ còn mấy anh em là không có mang tính chất mà để mê tín dị đoan nghe cả nhà. Thì chia sẻ có sao anh nói vậy. Nói chung tại vì đây là câu chuyện tâm linh. Anh tin rằng người em mình là ở trong đây. Cho nên anh để trong tủ anh thờ luôn. Nó kêu hoài vậy, tôi ngủ nó kêu hoài giấc chưa. Anh Năm thức dậy, anh Năm thức dậy. Ăn cơm. Là chị vợ lớn nè, chị vợ lớn có biết về cái này không? Ở nhà không biết, mới biết đây. Nó kêu đó. Mới biết đây thôi ha. Còn bà vợ nhỏ như thế nào? Sợ không? Sợ bà vợ nhỏ, sợ nhỏ đó, sợ đó. Nhỏ đó nó là cô út đó đó. Nhỏ này nè, nhỏ này cô nhỏ đó. Mà tôi không dám gớt, tôi giờ thấy thôi chứ không dám. Không dám gớt luôn. Để tôi ngủ giờ con nghe thấy rồi chứ. Bữa hổm thằng cháu ra lấy đồ nó mát đó. Ừ. Nó mát, nó kêu anh Năm ơi thức dậy. Con bà Thơ lấy đồ của ông. Nó kêu đó. Nó kêu thiệt luôn á. Thấy vậy chứ không phải vậy đâu. Dạ, thôi mình để lại cho vô tủ đi anh. Vô tủ. Đâu dám đụng đó nó đâu. Dạ. Và vợ nhỏ sợ nè. Thấy đi vô chổng là thấy bà quyến hết trơn rồi. Bà vợ nhỏ cho hỏi thăm nè, bữa nay nấu đồ ăn là nấu cái gì đâu cho xem nữa coi. Cái này bà vợ nhỏ làm món gì? Súp cà. Súp cà. Súp cà luôn hả? Biết súp cà luôn chàng. Chàng ơi, rồi cá này là ai mua vậy bà vợ nhỏ? Cá đó mà bà ngoại mua cho. Cho bà ngoại mua. À, bà ngoại mua ra đó ha. Dạ. Chàng ơi. Rồi bếp là chụm bằng cái gì bà vợ nhỏ? Tỏi. Không dạ. Có bếp ga sao? Không có bếp ga. Không có hả? Nhúm củi bằng vải. Nhúm củi bằng vải rồi củi cây đó đó hả? Ừ. Chàng ơi chàng, tội nghiệp dưới vậy chàng. Chứ bếp ga đâu chẳng. Không có bếp ga luôn chàng. Tiền đâu cỡ đó đó. Chàng ơi khổ quá nè quý vị không sao. Là công việc mỗi ngày là bà nhỏ là nấu cơm, bà giặt đồ ở nhà sao? Rửa chén. Còn bà lớn thì làm cái gì? Bà đi đầu mướn. Còn ông chồng? Ông đi bắt ếch. Đụng ra chơi. Ừ. Có bữa nào ông làm biếng ông ở nhà không? Ông không đi không? Làm biếng thì hai người chửi hết. Là bà lớn với bà nhỏ xử liền ha. Ừ. Là đi ha. Không đi là cho nhịn đói. Cho nhịn đói. Rồi bà nhỏ cho hỏi thăm nè, rồi giặt đồ là giặt ở đâu? Dưới sông. Dưới sông này hả? Ừ. Chứ không có nước nôi gì chứ xuống sông luôn à? Xuống sông. Xuống sông luôn. Xuống sông. Cái nhà lá vườn hả? Xuống sông giặt. Còn nước uống thì mình mua thùng ha. Mua thùng. Ừ. Rồi nấu cơm, nấu canh rồi là bằng nước sông hay là nước thùng? Dưới sông. Chàng ơi. Nấu bằng nước sông luôn. Rồi nấu canh rồi cũng bằng nước sông luôn. Chàng ơi, tội nghiệp quá quý vị khán giả ơi. Rồi trong bếp bà nhỏ bữa nay có thiếu món gì không? Không chút tôi cho tiền mua. Bà không thiếu gì hết, mà thiếu đường một ngọt nè. Thiếu đường với một ngọt hả? Có đường không con? Có đâu, có treo một ngọt đó. Có treo một ngọt. Thưa quý vị khán giả, cái bếp này là của bà nhỏ nha quý vị khán giả. Bà lớn là không có được đụng vô nha. Bà lớn là đi làm về là ở không vậy đó. Ở không. Dạ. Chàng ơi. Rồi đó là bà ông vậy thay uống đi. Cái này là bà nhỏ làm rồi hả? Ừ. Gạt đâu? Gạt rau rồi luôn. Là rau rồi luôn ha. Bà nhỏ đứng lên cho nhìn tướng bà nhỏ đó coi. Đó, thư viện dạ. Hồi nhỏ nó rất là cao kìa quý vị, không vậy? Nhỏ cao mét mấy ta? Chắc mét 7 á. Mét 7. Đó, hồi nhỏ nó rất là cao kìa quý vị, không vậy? Tướng này chắc anh trai tôi chịu không nổi đâu. Dạ. Anh trai này đau xương sống lắm. Đau lắm. Dạ. Thưa anh chị, thì ngày hôm nay á, em tìm đến gia đình mình. Trước tiên là để tìm hiểu về cái câu chuyện khá là độc lạ. Đó chính là một chồng mà có đến 2 bà vợ. Nhưng mà cái điều ngạc nhiên nhất ở đây là sống chung mà hạnh phúc vui vẻ mỗi ngày. Dạ, thì nó khá là đặc biệt. Dạ, qua đây thì em cũng biết được là hoàn cảnh của anh chị á, cũng là đang gặp với rất là nhiều khó khăn. Thì em cũng có một chút cái tấm lòng em xin gửi tặng cho anh chị. Hy vọng rằng anh chị vượt qua được cái khó khăn trong cái khoảng thời gian này. Em nguyện cầu mong sao cho gia đình của anh chị á, cùng với những đứa nhỏ nè, sẽ sớm ngày nhận được sự hỗ trợ cũng như là sự giúp đỡ đến từ quý cô chú anh chị mạnh thường quân trong vùng. Cảm ơn cô bác bên ngoài nước ngoài. Dạ. Cảm ơn hết tất cả. Dạ rồi, dạ thôi thì em xin chào và chúc cho anh chị là có thật là nhiều sức khỏe và hạnh phúc hơn mỗi ngày nha. Và em xin phép với anh chị ở đây là em sẽ đăng cái video này lên nha anh chị của chị. Dạ, thôi thì anh chị giữ gìn sức khỏe nha. Dạ, em xin phép về.